Vâng, em video xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và trong video clip ngày hôm nay thì em tiếp tục lại giới thiệu đến toàn thể các bác một mẫu lọc nguồn hay còn gọi là quản lý nguồn điện cực kỳ cao cấp của hãng MB Auto, mã hiệu là S600 Pro 2. Đấy, các bác nhìn em nói nhá. Thì cái lô này em về, thực ra báo cáo bác này, cái lô này em về được có 2 thùng thôi. 2 thùng thì hôm nọ em tặng kèm với cái bộ dàn riết là được có 3-4 chiếc rồi, bởi còn có 5-6 chiếc thôi thì em bán xả lốt lấy vốn về phục vụ các bác anh em chơi. Thì cái lô này chính là lô ở cùng cái lô mà hôm nọ ở triển lãm ấy. Triển lãm thì hôm nọ là lấy về chở nhà em trở về bên triển lãm, nhà công ty họ nhờ bán hộ ấy, kiểu nó có ít mã ấy. Nhờ bán hộ thì bờ ở triển lãm về thì đây hàng mới đập hộp bác nhá, hàng chính hãng luôn, hàng mới đập hộp luôn bác nhá. Hàng mới tinh để em mở ruột review cho anh em thôi. Thì hôm nọ em trở về thì có một bất thùng này em xếp tận trong cùng nên là hôm nay mới bỏ ra để bán xả lốt cho các bác anh em. Thì cái điều quan trọng đối với mẫu quản lý nguồn trước mắt các bác đây là mẫu quản lý nguồn và tích hợp cả lọc nguồn bác nhá, sử dụng là 2 tầng lọc. Con này sử dụng 2 tầng lọc các bác nhá. Cho những bác nào gia đình sự kiện này. Công ty này chuyên sản xuất quản lý nguồn luôn các bác. Nó 2 tầng lọc bằng tụ này và 1 tầng lọc bằng cuộn cả. Và điều quan trọng vào giá luôn. Thì hiện tại em bán xả cho anh em với mức giá là 1 triệu đồng một chiếc này các bác nhá, 1 triệu đồng một chiếc này có tích hợp 2 tầng lọc, thẩm chính hãng luôn. Thì đi kèm nó có cả cái đèn ngủ các bác này. Đây đèn ngủ đây. Thì bác cắm vào cổng USB này. Bình thường bác mua những cái con như thế này thị trường toàn 1.6-1.7 thôi. Thì có phải đèn đủ này, 1.6-1.7 thôi em bán lấy vốn về. Bán cho hãng lấy vốn về có 5 con. 6 con, có 6 con tất cả nhá. Thì hôm nay em quay cho bác, đấy, em cắm hết đèn ngủ đây. Nhà cái nào cũng có đèn này có nhá, nó theo combo rồi, là tặng đèn này có nhá. Rút ra đi bé, rút ra tóc săn. Thì cái đèn này bác điều chỉnh đây này, bác điều chỉnh vặn thế này cũng được, nhà vặn ngang vặn dọc vặn kiểu gì cũng được vì cái này nó mềm này bác này. Đấy, em rút ra này. Em mềm bác để thế này cũng được này. Hoặc bác để cúi thế này cũng được. Đây vũ nhà anh em đi sự kiện này. Em sự kiện là đây, dọi ngương cái này. Để anh em dễ bật đèn nha, bật công tắc này. Bật, có công tắc tắt bật từng cổng nhá các bác nhá. Đấy chưa? Hoặc anh em thích cái chĩa ngang, chĩa dọc thế nào tùy. Vì cái này nó mềm mà. Cái đèn này là bằng led nó là nó thiết kế cái dây nó dây mềm, nó rất là đè rất tiện lợi luôn các bạn. Nói chung là cực kỳ cơ động cho các bác anh em chơi, triệu cái thôi. Đấy. Automat đi nhá, bác nhá. Automat này, tổng rút ra nốt đi. Thì em sẽ review cho bác này, con này có tổng cộng 19 ổ cắm bác nhá. 9 ổ cắm thì trong đó là có một automat tổng để phòng tình trạng như là sét đánh chập điện này. Đấy. Bypass này như là qua và không qua của hệ thống này. Và bình thường bác tắt bật đây này. Đây này. Đây cái này nhả ra này, nó sẽ bật lên đấy. Vừa tắt đi này. Bây giờ tắt đi chưa? Còn trường hợp ấy, các bác ấn vào bypass này nó không tắt được. Các bác nhá, bài bát này qua và không qua nha. Nó tắt qua và không qua hệ thống này này, nó kiểm soát hệ thống này. Đấy, bởi bác nhả ra này, nó tắt hết rồi. Đây, em bật lại lên này. Đấy. Nhớ phải nhả bài bát ra bác nhá, nhả bài bát ra. Đấy, còn đây là cổng đèn này. Automat này. Đấy, con này thì có 9 cầu cắm trong đó điện. Đằng trước là có là ổ đằng trước là một điện trực tiếp bác nhá. Và 8 ổ phía sau là điện gián tiếp, là bác cắt bật từng cổng tùy ý. Bác cắt bật nhá. Triệu cái thôi, giá cực kỳ rẻ, mới có 2 tầng lọc liền, vô cùng hợp lý cho anh em. Strabi này, màn hình có màn hình thôi nhá, màn hình vô này rất là đẹp. Bán xả cho anh em, bán xả thì vốn về, xài vốn cho hãng thôi, chứ bình thường nó không có giá này đâu. Bình thường các bác mua trên trường ý, cái M2 tầng lọc này không có giá này, không bao giờ có. Đây này bán xả lấy vốn cho hãng, hàng mới tinh bảo hành 1 năm luôn nhá. Thì đây nó sẽ có một át tổng này và có le chế đường cổng và 2 tầng lọc và biến áp. Phía sau thì bác thấy đây là phía sau sẽ có phần cổng, tất cả cắm bằng lẫy đồng 100% rất là chắc chắn nhá. Giờ dây nguồn liền lớn này, bác này nhìn cái dây nguồn bằng ngón tay của chúng mình đây, ngón tay cái mình đây, bác nhìn dây nó biết rồi, dây rất là lớn bác nhá, dòng nó này, dòng này chịu từ 300-500V, chịu dòng rất là khỏe luôn, dây rất là lớn luôn, dây liền. Tổng quan thì mình quay review cho bác với dòng này. Đúng có quản lý nguồn vì là số lượng có ít quá. Cho bao săn hàng có triệu cái thôi. Anh em ở gần là em có thể xem xoa em bao ship được đấy nha anh em nhé. Ở gần xem xoa có thể bao ship, còn ở xa quá thì hỗ trợ em thêm 3-50. Vì ở xa gửi hết tầm 6-70. Còn ở gần thì mình xem xét vụ như là hết tầm 3 gửi vụ như là mất tầm 35-40.000 thì em có thể bao ship được, có thể bao ship được. Còn nếu em tính theo đã thì mai điểm nhân giá, nhưng mà ở đây là giá này giá rất là rẻ rồi. Và đi kèm đây thì hộp mới tinh bác nhá, tất cả bảo hành 1 năm hết rồi các bạn.
Phòng thì có ở trong có hai xốp này, cái hai đầu này. Bìa cứng quá nhá. Mẫu MBS 600. Đấy, còn tồn có đúng gọi là ở ngoài cửa hàng còn 1 hay 2 chiếc ấy. Đấy, em mua về em tặng cùng đề cùng bộ dàn. Thì em tặng gần hết rồi. Em tặng đúng nọ là tặng 3-4 cái rồi. Thì ở cửa hàng nó còn một cái thôi. Mới ở trong này tồn sót được một hộp này. Em bán rẻ tốt cho anh em chơi. Thì cứ bác nào đam mê cứ săn hàng cho anh em. Ở thời điểm này là cứ mã nào có ít cái là Hiếu Minh là bán xả hết cho anh em luôn. Các bác có nhu cầu thì liên hệ em. Với những quản lý nguồn chất lượng này. Đấy, cực kỳ hợp lý luôn bác nhá. Cực kỳ hợp lý luôn. Bài bát là như thế là khi bác dùng nó nhả bài bát ra nhá. Và cắm đèn ngủ hoặc là đèn các bác là một là bác phòng ngủ, hai là các bác anh em sự kiện mà cắm ấy thì cần soi sáng ban tối thì bác cắm cái đèn ấy vào cực kỳ tiện lợi luôn. Màn hình để vôn thì với tích hợp hai tầng lọc này thì các bác có thể là ở đây là bác có thể là tình trạng như sôi xì trên bộ dàn nó sẽ giảm đi một chút chứ nó không phải cắt triệt để vì nó liên quan cả toàn bộ hệ thống bộ dàn. Nhưng tình cái lọc này rất là hay, nó có giảm cả tình trạng rú rít trên bộ dàn anh em nhé. Sôi xì bộ dàn nó giảm đi một chút đấy, cực kỳ tiện lợi luôn. Hai tầng lọc nhé, thiếu thêm một cái nữa là một tầng lọc nữa, 1 triệu một cái thôi các bạn. Hỗ trợ bao ship cho những bác gọi bao ship cho anh em ở gần, ở xa thì hỗ trợ em thêm 30. Đấy, mình nói rõ luôn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ Hiếu Minh Đô nhá. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhá.